ở đê Tô Hoàng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi hỏi về Liên minh câu lạc bộ về nhà, hầu như người dân nơi đây ai cũng biết. Liên minh câu lạc bộ về nhà được thành lập vào tháng 4 năm 2009 với sự kết hợp của 3 câu lạc bộ: nhóm Gạch Đầu Dòng, nhóm của người sử dụng ma túy, nhóm Nơi Bình Yên, nhóm của các cô gái hành nghề mại dâm, và nhóm Về Nhà, nhóm vợ và bạn tình của người sử dụng ma túy. Để tư vấn và động viên một người này để tham gia vào câu lạc bộ ấy, thì thực ra thì khi mà vận động lần đầu tiên thì người ta không tin. Tại vì là người ta nghĩ rằng là không có một nơi nào có thể tài trợ cho những người mà bị nhiễm HIV hay những người sử dụng ma túy cả. Nên là thường đa số đầu tiên là người ta không tin để người ta tham gia vào câu lạc bộ. Sinh hoạt tại đây, những thông tin về HIV và những phương pháp phòng chống lây nhiễm HIV được chia sẻ rất cởi mở. Người biết truyền đạt cho người không biết. Tất cả tạo ra một sự tự tin và niềm vui cho các thành viên. Có nhiều người trong câu lạc bộ bị nhiễm HIV lại là những thành viên nòng cốt đứng ra tuyên truyền, chia sẻ, vận động mọi người. Đến cái câu lạc bộ này thì là anh em mình cùng coi như là giao lưu này, cùng chia sẻ tất cả về cái mặt mình hiểu biết để cho những cái người mà người hiểu biết giới thiệu cho những người không hiểu biết để người ta có thể là cùng giao lưu để học hỏi. Những người khỏe mạnh, còn sức lao động được câu lạc bộ tư vấn, tập huấn và tạo điều kiện cho các thành viên có được một công việc hoặc được vay vốn ban đầu. Tuy nhiên, những công việc này cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhóm có cái chương trình hỗ trợ giới thiệu việc làm, nhưng mà cũng rất ít người có thể duy trì được cái việc làm đấy. Và cũng có thời điểm để mà mong muốn rằng là tìm một cái công việc nào đấy để cho mọi người làm. Nhưng mà khi mà đánh giá nhu cầu của họ thì họ rất là mong muốn làm, nhưng khi mà sắp đi vào thực tế thì họ lại cảm thấy lạc. Tôi muốn đi chở hàng nhé. Người ta yêu cầu như thế này: có giấy xác nhận của địa phương là chưa bị tiền án tiền sự ấy. Thế như bọn tôi đây thì chẳng qua là nhiều hay ít thôi chứ ai cũng có. Để trở thành điểm tựa cho những người bị nhiễm HIV và sử dụng ma túy, Liên minh câu lạc bộ Về Nhà mong muốn sẽ có được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ của xã hội, nhằm đem lại niềm tin và hy vọng mới cho những thành viên của câu lạc bộ.